Dạ, Công Sai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Mời cô chú anh chị tiếp tục mình giao lưu ở chỗ anh Út ha, ở Hồ Giang, anh Út em. Rồi, trước khi vào clip thì Công Sai Cần Thơ kính chúc quý cô chú anh chị các bạn làm ăn phát tài phát đạt cho em nội lĩnh vực, rồi mình hợp nhãn khi nào thì liên hệ trực tiếp với chỗ anh Út luôn ha. Đây là những cái giọt của Đức đã thường chậu rồi nè, con tàn lại nó ra được cơi hay cơi đợt nè ha, nhìn rất đẹp ha, tàn tròn tàn thông. Rồi mình đi dài em vô clip ha. Hôm nay mình giao lưu loại đế hình thú, quấn đế ở cái rễ quấn cũ ha, thân thì dáng hình thú ha, đủ loại. Thì những clip qua các bạn quý cô chú anh chị ủng hộ gần hết, hôm nay mình lên clip mới kia mới nha cô chú anh chị bạn. Thì cô chú anh chị hợp cái nào liên hệ ha, đa dạng bự nhỏ có đầy đủ ha. Đó không được. Lật nó chứ. Rồi mình vô clip luôn ha cô chú nhỉ. Rồi chào Út ơi. Rồi, chào Linh Linh ơi. Dạ. Em Út em tổng chào cô chú anh chị gần xa dồi dào sức khỏe làm ăn thành đạt ha. Hôm nay em có về 50 cây mai hình thú cô dịch. Giao lưu với anh chị 20 cây. Hôm nay em lên clip là 20 cây nha anh chị. Rồi anh chị nào mà có yêu thích mai vàng thì số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Phí ship của em là 300 km nha anh chị, tại vì cây này nó hơi xa quá, bự quá rồi xa quá rồi, em ship không được, anh chị cũng thông cảm giùm em ở xa ha. Tại vì nặng quá rồi em ship cái bưu điện không được, này em phải ship bằng xe tải mới được. Đó, rồi anh chị nào ở xa thì có thể em gom lại đủ xe thì em cũng đi cho anh chị luôn. Mà để trong khi nó hơi lâu tí xíu, 5-7 ngày vậy đó, mà cái này thì em bứng bầu đất bự thì anh chị yên tâm. Vụ bầu đất đồ này kia thì này là ok luôn á. Tại vì em bứng bự lắm. Rồi đầu tiên là cây số 1 nha anh chị. Em đo hoành thân luôn nha. Cây này quá lực ha, bự, co lắc khéo. Này để khử cái này cho anh coi không sợ cái bầu nè. Hoành thân 32. Coi này cái đế rồi sao nữa. Mình cũng chưa gặp cái đế này luôn. Rồi này là đế ok nha anh chị. Đó. Này, tại mấy ông bứng rồi mấy ông quấn này nè, em chưa có móc cái gì luôn nha anh chị ơi. Mới về luôn. Mới luôn, này lặt lá chưa kịp nữa anh chị, cái này là rồi là em lặt lá liền nha anh chị. Cho nó đừng có mất sức cái cây, tại vì bữa nay em lặt lá mà lặt chưa kịp. Rồi hoành thân 32, cây số 1 nha anh chị. Rồi em đo tán ngang nè, này em có gông tàn xương rồi nha anh chị. Tán ngang 1,5 m. Này là về mình gông xương lại là mình vô chậu nha anh chị ơi. Chiều cao 2 m mà cái này mình tính chừng 1,8 m được rồi anh chị ơi. Mã số 1 này em giao lưu với anh chị này là 5.200.000 nha anh chị. 5.2 5.2 nha anh chị ơi. Hoành thân 32 luôn nha anh chị ơi. Chi cành rất là đều. Chi cành đều luôn nha. Cốt thẳng lên luôn nha anh chị. Lắc cái này là đẹp luôn nha anh chị ơi. Còn này là coi nhặt không nha anh chị ơi. Coi lắc khéo vừa. Mỗi cây em có tặng cho anh chị một chai thuốc tứ rễ và một cây đọt anh chị mình mới tưới được nha anh chị. Rồi quá đẹp luôn. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 2 anh chị ơi. Mã số 2 cũng hình thú nha anh chị, củ đế là ok hết trơn luôn nha anh chị ơi. Cây rất lực đều luôn. Đế này là bên em chưa có móc gì chân nha anh chị. Rồi về còi nguyên luôn đó, em lặt lá chưa kịp nữa. Bữa nay mới lặt lá đó nha anh chị. Dạ. Anh chị nào mà ưng bụng vừa mắt thì alo cho em đo thông số luôn nha, cho nó lẹ cho anh chị khỏi chờ đợi không. Hoành thân 25. Chỉ cành điệu. Chỉ cành là ok hết trơn luôn. Lực luôn. Tán ngang 1,4 m. Cái này quá rất lực. Chiều cao 1,5 m nha anh chị. Mã số 2. Mã số 2 này em giao lưu với anh chị là 3.800.000 nha anh chị. Số 2 3.800.000 nha anh chị ơi. Mỗi một cây thì tặng một chai thuốc dưỡng rễ. Là mã số 2 anh chị, em quay một vòng cho anh chị coi nha, củ đế là ok chân luôn nha. Đó, rất đẹp luôn. Bán giá hữu nghị giao lưu với anh chị luôn. Phí ship của em là 300 km nha anh chị. Còn lắc khéo. Em tên Út em. Cây này đẹp. Chi cành nó lực đều luôn ha. Quá đẹp luôn. Chi cành là từ dưới lên trên luôn đó. Mai này gì là dữ dằn lắm này. Không chấm. Rồi.
em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi rồi, thông cảm anh chị ơi, em quên đo cái tán ngang. Quên tán ngang chị cao. Tán ngang này thì em đo hạo hạo cho anh chị, thế này mình cũng còn công lại nha anh chị, tán ngang 1m3. Chiều cao 1m5. Là mã số 2 này là 3.800.000 nha anh chị. Rồi, xem đổi cây. Tán ngang 1m3 anh chị ơi. Rồi em đổi cây luôn, xin đổi cây luôn chị ơi. Quên. Chọn tiếp luôn cây số 3 luôn. Rồi, tiếp theo là mã số 3 luôn nha anh chị ơi. Nào nữa cũng có đế đẹp cho nha anh chị, này về có chồng thì móc đế lên giùm em cái nha. Này em chưa có móc nguyên zin luôn. Mã số 3 nha anh chị. Rồi anh chị nhìn em đo thông số luôn nha. Chuột trứng. 28 hả? 27. 27 đi. 27 rưỡi. Ừ. Hoành thân 27 nha anh chị ơi. Chuột trứng. Anh chào hả? Ừ. Mới lên. Hoành thân 27 nha anh chị ơi, mã số 3 nha anh chị. Chị cành điều. Chị cành thì anh chị nhìn hỏi giùm em nha. Anh chị nào có ân bụng vừa mắt thì số điện thoại của em là 0917152232 nha anh chị. Em tên của em. Tán ngang 1m4. Chiều cao 1m6 anh chị ơi. Mã số 3 này em giao lưu với anh chị là 3.800.000 luôn nha anh chị. Rồi, 3.8 luôn. 3.800.000 cho mã số 3 luôn nha anh chị ơi. Em quay một vòng nữa cho anh chị coi nha. Hoành thân 27 luôn nha anh chị ơi. Đế là ok nha. Này nó có cái đuôi đẹp lắm đó nha. Đây. Đó. Lên xù trứng luôn. Đuôi là gãy nè, để gãy nơm luôn nha. Này em chưa có móc cái gì trơn nè. Rồi, em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Tiếp theo là mã số 4 luôn nha anh chị ơi. Theo là nó hút chi cành là ok hết trơn luôn nha. Này nó hơi nghiêng quá, cây này cái hơi khó quay. Đang quay hơi nghiêng chút. Ừ. Rồi anh chị mình nhìn hộ giùm em đế nha. Quay vòng nữa rồi em đo thông số luôn. Đế là ok hết trơn luôn. Tại cái loại này là nó đế dữ lắm đế. Loại này em chưa có móc. Hoành thân 30 hả? 29 đi. Ừ. Này nó hơi nghiêng 29 đi, 29, kéo thẳng thước luôn đó. Hoành thân 29. Tán ngang 1m4. Chiều cao này mình lấy 1m5 được rồi anh chị ơi. 1m5 là nó vừa dẫn dưới cây luôn đó nha anh chị. Mã số 4 anh chị ơi, mã số 4 này em giao lưu với anh chị là 4 triệu nha anh chị. Mã số 4 là 4 triệu nha anh chị ơi. Phí ship của em là 300 km luôn nha anh chị ơi. Rồi em quay một vòng nữa cho anh chị coi nha. Củ đế là ok chứ luôn này, tại em chưa có móc nè. Này nó nằm như này nè. Này là còn nguyên luôn đó. Chưa lật lá, nay em mới lật lá nha anh chị. Hàng mới luôn nha. Hàng mới gì? Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp luôn. Rồi tiếp theo là mã số 5 nha anh chị ơi. Mã số 5 là đế này đẹp luôn nha anh chị ơi. Đế này đế nôm nè. Đế nữa nó đều luôn đó. Củ vành kia luôn nha. Chi cành thì ok luôn nha. Anh chị nhìn hộm em nha. Phí ship của em là 300 km nha anh chị. Số điện thoại của em là 0917145232. Em tên lúc em nha. Đế này là ok luôn nha, đẹp nha. Này đo cái này bự dữ à. Này tính 23 đi. Hoành thân 23 nha anh chị ơi. Hoành 23. Tán ngang 1m3 luôn. Chiều cao mình lấy 1m7 đi. Mã số 5 này em giao lưu với anh chị là 3.500.000 nha anh chị. 3.500.000 cho mã số 5 nha anh chị ơi. Củ đế đẹp luôn nha. Lắc cái co này đẹp luôn nha anh chị. Lắc co gắt chứ không phải co lê nha anh chị. Đây là lắc cái giọng này nè. Để nở luôn. Củ đế thì ok hết luôn. Rồi 3.500.000 cho mã số 5 anh chị ơi. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp luôn này. Rồi tiếp theo là mã số 6 luôn anh chị ơi. Cái nào cũng là lắc co đẹp hết trơn luôn anh chị. Củ này dữ nè. Quá trời luôn ha. Ừ. Có rễ này cũng quái quái này. Về anh chị nào thích thì đãi, không thích thì cắt cái này xuống đây cũng có đế cũng đẹp luôn. Này cắt đẹp hơn. Cắt đẹp hơn. Ừ. Để thì thấy nó hơi quái quái ha.
hoành thân 25 là mã số 6. Mã số 6 nha anh chị, hoành thân 25 nha anh chị. 8.000m6. Chiều cao 1m6 luôn anh chị ơi. 8.000m6, chiều cao 1m6 luôn nha anh chị. Chi cành ok hết trơn nha, củ đế đẹp luôn nha anh chị. Và mã số 6 này em giao lưu với anh chị là 3.800.000 nha anh chị. 3.800.000 cho mã số 6 nha anh chị ơi. Rồi em quay một vòng luôn cho anh chị coi luôn nha. Củ đế đẹp luôn nha. Quá trời củ luôn. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Tiếp theo. Rồi tiếp theo là mã số 7 nha anh chị ơi. Cái số 7, số 7 cây này đẹp nha anh chị. Rồi đế này dữ lắm nha. Đế này giữ cái đế luôn nè. Trời ơi. Quá trời luôn. Lách không có nơi đế. Cây này lực dữ trời. Ngầu ha. Cây này nhìn thấy quái quái lên cục cục ha. Cục. Cây đẹp. Cây hơi bị viết ha. Hoành thân 30 nha anh chị. Mã số 7 nha anh chị ơi, hoành thân 30 nha anh chị ơi. Chi cành là ok chân luôn nha anh chị. 8.000 1m6 luôn nha anh chị ơi. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Em tên Út em nha. Cảm ơn cô chú anh chị gần xa đã ủng hộ em mấy cái clip vừa qua nha anh chị. Em cũng chân thành cảm ơn. Chiều cao 1m6 là mã số 7 nha anh chị ơi. Mã số 7 này em giao lưu với anh chị là 5 triệu nha anh chị. 5 triệu cho mã số 7 anh chị ơi. Rồi em quay một vòng nữa cho anh chị coi nha. Quá trời cái đế nè. Cái đế nhìn quá trời nó ngầu. Hoành thân 30 nha anh chị. Mập lực. Mà chi cành đều luôn nữa. Này lên cục ha. Đế, cục cục mà cái đế nó cũng đều luôn. Để đo thử cái nồi đế này coi. Nhiều rồi. Này đó hảo hảo thứ. 49 8 49. Quá trời lực luôn. Đã ha. Rồi mã số 7 nha anh chị. Mã số 7 5 triệu nha anh chị ơi. Rồi em xin đổi cây luôn nha anh chị ơi. Rồi tiếp lên cô chú gì bạn? Cây số rồi, 8. Rồi tiếp theo là mã số 8 luôn nha anh chị ơi. Cây nào cũng củ đế, cây này cái củ bự lắm nha anh chị. Cũng có đế luôn cái này anh chị này, về trồng thì móc ra em nha. Tại em chưa có thời gian để móc. Còn nguyên luôn, nguyên gen luôn á. Em mới về không kịp. Mới về lặt lá chứ, rồi bữa nay em mới lặt lá đó nha anh chị. Anh chị nào có bụng vừa mắt thì nay em lặt lá em gửi luôn cho anh chị nha. Hoành thân 30 nha anh chị. Hoành thân 30 nha anh chị ơi, cái này là em mới có cắt chứ chưa cái nhánh nhỏ em chưa có cắt đó nha anh chị. Này mình về mình phải gom nhánh nhỏ hết mới được. Chi cành thì ok hết. 8.500m anh chị ơi. Ngày xưa cũng đều. Chiều cao này mình tính 1m6 đi anh chị, 1m6, 1m7 gì cũng được. Là mã số 8 nha anh chị. Mã số 8 em giao lưu với anh chị là 4.200.000 nha anh chị. 4.200.000 cho mã số 8 nha anh chị ơi. Củ đế là ok hết trơn luôn nha anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi. Tiếp, rồi, tiếp theo là mã số 9 luôn nha anh chị ơi. Cây nào cũng đế ok cho anh chị. Cái củ bành kia luôn. Dương. Cho lắc khéo đều. Củ đế là ok cho luôn nha anh chị. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Chỉ cần đều luôn. Phí ship của em là 300km luôn nha anh chị ơi. Hoành thân 28 nha anh chị. Hoành thân 28 luôn nha anh chị ơi. Mã số 9 nha anh chị. 8.500m luôn nha anh chị ơi, chi cành là ok luôn nha anh chị. Chiều cao này nó tới 1m8 là mình tính 1m6 luôn nha anh chị ơi. Muốn lấy 1m8 thì em lấy cho 1m8 luôn nha anh chị. Và mã số 9 này em giao lưu với anh chị là 3.500.000 nha anh chị. 3.500.000 cho mã số 9 nha anh chị ơi. Phí ship của em là 300km luôn nha. À, anh chị nào có ưng bụng vừa mắt thì alo cho em. Củ đế đẹp luôn nha anh chị ơi. Về là móc đế ra em chưa có móc nha. Rồi em đổi cây luôn anh chị ơi.
Rồi tiếp theo cây số 10 của chú gì vậy? Rồi tiếp theo là mã số 10 nha anh chị ơi. Này lắc co khéo luôn nha anh chị. Lắc co đẹp luôn nha. Này em chưa có móc. Này bình thân chắc cũng bự ạ. Này anh chị mình về trồng cái mình móc cái đế này ra chút xíu, móc cái lớp mặt này ra chút xíu cho lò rễ là trồng là ok đẹp luôn đó nha anh chị. Rồi em đo thông số luôn. Cái cành cũng đều. Mình như là 29, tính 29 đi. 29 rưỡi chứ 29 thôi. Vành thân 29 nha anh chị. Đế nôm nha. Này là đế nó đều mặt luôn rồi đó nha. Đế nôm đều. Tán ngang 1m4 anh chị ơi. Chiều cao 1m7 luôn nha anh chị ơi. Là mã số 10 anh chị ơi. Mã số 10 này em giao lưu với anh chị là 4 triệu nha anh chị. 4 triệu cho mã số 10 nha anh chị. Hoành thân 29 nha anh chị ơi. Hoành thân 29 luôn nha anh chị. Cái đẹp ấy, là đều. Thế là ok luôn. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 11 nha anh chị. Mã số 11 nha. Cây này nó lắc co đẹp nha luôn nha anh chị ơi. Này nó xây cái này đẹp luôn nha anh chị. Lắc co gắt nha anh chị ơi. Củ đế đẹp luôn nha. Rồi em đo thông số luôn. Hoành thân 29. Hoành 29 rồi chứ gì mà. Chị cành lực luôn. Củ đế đẹp luôn nha anh chị ơi. Tán ngang 1m5 luôn nha anh chị ơi, chi cạnh đều luôn nha. Chi cạnh là ok anh chị. Chiều cao 1m6 luôn anh chị ơi. Này là tính 1m6, cái này 1m8 nữa nha anh chị. Mình để 1m8 luôn cũng được nha. Đấy, cây 2m à. Cây này lực luôn nha anh chị. Đế đẹp luôn. Cây mã số 11 nha anh chị. Mã số 11 này em giao lưu với anh chị là 4.800.000 nha anh chị. Rồi ship lại luôn. Phí ship của em là 300km anh chị ơi. 4.800.000 cho mã số 11 nha anh chị. Có cây tặng cái chai thuốc chứ. Hỏi một cây có tặng một chai thuốc tứ rễ nha anh chị. Dạ ăn cây đọt anh chị mới tứ được nha anh chị ơi. Cây này là môi đế lên là ok luôn nha anh chị. Đó. Thế này anh chưa có móc thì cho nguyên ghim luôn. Cắt mấy rễ tơ này bỏ tí xíu là nó lòi ba rễ kia lên là đẹp luôn đó. Rồi mã số 11 là 4.800.000 nha anh chị ơi. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Chỉ cần là ok hết nha. Rồi tiếp theo mã số 12 luôn nha anh chị ơi. Mã số 12 cây nào cũng lắc lượng đẹp hết trơn luôn nha anh chị. Củ đế ok. Anh chị nhìn thôi giùm em. Này lắm chưa có móc đế móc gì chân. Nguyên y luôn. Chỉ cần là ok hết trơn nha. Đế nè. Rồi em đo thông số luôn. Hoành thân 27 anh chị ơi. Cây rất lực ha. Hoành thân 27 luôn nha. Cây này đẹp. Lực. Lắc cổ gắt không nha anh chị. 8.000 1m4 nha anh chị ơi. Này nữa anh chị mình về cái mà gông xương lại là vô chậu luôn đó. Chiều cao 1m4 luôn nha anh chị. Lắc lá rồi là vô chậu luôn đó nha anh chị. Mã số 12 này em giao lưu với anh chị là 3.800.000 nha anh chị. 3.800.000 cho mã số 12 nha anh chị ơi. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 13 luôn nha anh chị ơi. Cây nào cũng cũ đế lắc co đẹp hết trơn luôn nha anh chị. Mã số 13 luôn. Chi cành thì ok hết luôn. Lắc cái này đẹp ha. Vẫn còn. Chọn chút nữa thành khu ốc luôn. Hoành thân 29, gần 29, tính 28 thôi nha anh chị. Chi cành đều. Tán ngang 1m4. Cái này là nữa mình về mình gông lại chút nữa mình vô chậu là ok luôn nha anh chị. Này mới gông xương nha. Tán chiều cao 1m4 luôn nha anh chị ơi.
Mã số 13 này em giao lưu với anh chị là 3.200.000 nha anh chị. 3.200.000 cho mã số 13 nha anh chị ơi. Phí ship là 300 km luôn nha anh chị. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp, rồi tiếp theo là mã số 14 luôn nha anh chị ơi. Mã số 14 cây nào cũng chi cành đều nha, lắc co đẹp hết trơn luôn nha anh chị. Đó, đế là ok hết trơn. Đế là cộng bự không nha. Đó. Chị nhìn hôi mẹ luôn. Này là em chưa móc nè. Thước đâu ta? Đó. Đế đẹp ha. Bự. Đế dáng rễ này cũng đẹp nè. Co lắc khéo vừa. Hoành thân 28. Hoành thân 28. Mã số 14 nha anh chị, hoành thân 28 nha anh chị. Tán ngang 1m4. Chi cành này là ok luôn nha anh chị ơi. Chiều cao 1m6 đi. Này nó tới 1m8 nè, cắt 1m6 xuống là vừa. Mã số 14 này em giao lưu với anh chị là 3.600.000 nha anh chị. 3.600.000 cho mã số 14 nha anh chị ơi. Củ đế đẹp luôn nha anh chị. Quá xa cái đế luôn. Đó. Đế đẹp luôn. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Dạ tiếp luôn. Rồi tiếp theo là mã số 15 nha anh chị ơi. Tiếp theo là mã số 15. Cây nào cũng chi cành là sát chân hết trơn luôn nha anh chị. Cây này nó có hai cái cánh luôn nha. Mã số 15 nha anh chị ơi. Rồi, lắc hẳn luôn ha. Cây này lắc đẹp. Bé có dịch này đẹp. Hẳn luôn, không có vẻ, không có vẻ đâu. Hoành thân 27 nha anh chị. Chi cành là ok luôn. Cây lùng. Tán ngang 1m5 luôn nha anh chị ơi. Chiều cao 1m3. Là mã số 15 nha anh chị. Mã số 15 này em giao lưu với anh chị là 3.400.000 nha anh chị. 3.400.000 cho mã số 15 nha anh chị ơi. Rồi em quay một vòng nữa cho anh chị coi nha. Đế này là em chưa có móc nha anh chị. Về anh chị nào mà vô chậu thì móc đế lên giùm em. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. 3.400.000 mã số 15 nha anh chị. Dạ. Rồi tiếp theo là mã số 16 nha anh chị. Nồi đế này là ok luôn nè, đế chà bá giò luôn ha. Lực bự luôn. Đo hoành luôn đi. Cắt hồng ha. Hoành này mấy mà nồi đế dữ dằn vậy nè. 27 à. Nồi đế ok nha. Hoành thân 27 nha chị. Anh chị, mã số 16 nha anh chị ơi. Chỉ cần thì ok luôn nha, lắc co đẹp luôn nha. 8.000m3 nha anh chị. Chiều cao 1m5. Tính 1m5 đi, này 1m7 được. Rồi em quay một vòng nữa cho anh chị coi nha. Là mã số 16 nha anh chị. Mã số 16 này em giao lưu với anh chị là 3.800.000 nha anh chị. 3.800.000 cho mã số 16 nha anh chị ơi. Phí ship của em là 300 km nha. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Em tên Út em nha. Mỗi một cây em có tặng anh chị một chai thuốc tứ rễ nha anh chị ơi. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. 3.800.000 nha anh chị. 3.800.000 cho mã số 16 nha. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là mã số 17 luôn nha anh chị ơi. Đế này quá trời đấy. Đế này để 4 mặt luôn. Đều hết. Không nào cũng thấy banh mình không. Mã số 17 nha anh chị. Lắc co đẹp luôn nha. Cái này là lắc co đẹp luôn. Lắc cổ gắt không. Rồi bài này dữ rồi. Hoành thân đi bự trăm mấy ha. Hoành thân 27. Mã số 17 hoành thân 27 luôn nha anh chị ơi. Tán ngang của nó là 1m5. Này nữa mình về mình gông lại chừng 1m4 là vừa nha anh chị. Chiều cao nó giờ 2m mà mình lấy chừng 1m8 là được rồi anh chị ơi.
Bán ngang 1,5 m, chiều cao 1,8 m nha anh chị, mã số 17 nha anh chị. Mã số 17 này em giao lưu với anh chị là 4.200.000 nha anh chị. Đế đẹp luôn anh chị ơi. Đế đều. 4.200.000 cho mã số 17 luôn nha anh chị. Đế này lực luôn á. Rồi đế đây chà bá luôn nè. Đế này là cứng đế luôn. 4.200.000 cho mã số 17 nha anh chị ơi. Quá đẹp luôn. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi. Rồi tiếp theo là mã số 18 luôn nha anh chị ơi. Tiếp theo là mã số 18 luôn, lắc co quá đẹp luôn. Củ đế luôn, vấn cái này chà bá luôn. Củ nở bành kia luôn nha. Quá đẹp luôn, mặt bông từ 5 đến 12 cánh nha anh chị ơi. Sánh giờ quên nói mặt bông. Hoành thân 27 nha anh chị. Mặt bông từ 5 đến 12 cánh nha anh chị ơi. Này là giáo Thủ Đức nha anh chị. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Đây xương điều. Chi cành là ok, từ dưới lên trên luôn anh chị. Bán ngang 1,5 m luôn anh chị ơi. Chiều cao 1,5 m luôn anh chị ơi. Mã số 18 này em giao lưu với anh chị là 3.600.000 nha anh chị. 3.600.000 cho mã số 18 nha anh chị ơi. Chi cành là ok hết trơn luôn nha. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp luôn một con. Rồi tiếp theo là mã số 19 nha anh chị. Clip này em giao lưu với anh chị là 20 cây nha anh chị. Mã số 19 này nha anh chị. Còn lắc. Ảnh này gần gắn ha. Quấn quấn nè. Cây này đẹp ha. Cây này lắc đẹp ha. Mã số 19 nha anh chị ơi. Hoành 29, hoành thân 29 nha anh chị. Hoành 29. Chi cành thì anh chị nhìn hôm em nha. Này em mới lật lá luôn á, tán ngang 1,3 m. Chiều cao 1,6 m luôn nha anh chị ơi. Chiều cao 1,6 m luôn nha anh chị. Mã số 19 này em giao lưu với anh chị là 3.200.000 nha anh chị. 3.200.000 cho mã số 19 nha anh chị ơi. Chi cành là ok cho nha, cái này là đế đẹp luôn nha anh chị. Thì thằng nó lắc lượng này đẹp nha anh chị đều ơi. Luôn, lắc đều. Này đều quái ha. Đều quái quái luôn. Rồi, em quay một vòng nữa cho anh chị coi nha. Quá đẹp luôn, 3.200.000 cho mã số 19 luôn nha anh chị ơi. Rồi, em xin đổi cây anh chị ơi. Rồi, tiếp rồi, tiếp theo là mã số 20 là mã số cuối clip nha anh chị. Em giao lưu cái này 20 cây với anh chị nha. Cây quá trời, chi cành đều. Cây là lực, chi cành ok hết trơn luôn. Đế này bá luôn. Quá trời cái đế này luôn. Đế này còn nguyên luôn, chưa có móc, chưa gì trên đế vòng vòng này luôn nha anh chị. Quá giữ cái đế luôn. Chi cành là ok hết luôn. Hoành thân này bự dữ luôn. Hoành thân 29. Hoành thân 29 nha anh chị. Đang xương rồi nè, đều gan luôn. Đang xương là ok, chi cành đều hết trơn luôn. Dàn đế cũng ngon lành luôn. Để đều, để lực. Đẹp. Tán ngang 1,5 m. Chiều cao 1,5 m luôn nha anh chị ơi. Tán ngang 1,5 m, chiều cao 1,5 m luôn nha. Mã số 20 nha anh chị. Mã số 20 này em giao lưu với anh chị là 4.500.000 nha anh chị. 4.500.000 cho mã số 20 nha anh chị ơi. Rồi quá đẹp luôn, bộ đế ok luôn. Này là em chưa có móc gì cho nghe, bên đây còn nguyên là nghe. Còn nguyên y của nó luôn nha anh chị về móc lên là đẹp lắm nè, bộ đế này dữ lắm, bộ đế luôn. Đế bên đây nó cũng có đế luôn nè. Đây đẹp. 4.500.000 cho mã số 20 nha anh chị ơi. Để điều. Chi cành là ok hết trơn luôn. Rồi. Cuối clip thì em cũng không có gì hơn, em tổng chào cô chú anh chị gần xa dồi dào sức khỏe và làm ăn thành đạt trên mọi lĩnh vực nha anh chị. Em chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại clip sau anh chị ơi. Rồi chào Nút luôn. Rồi chào. Rồi chào quý cô chú anh chị các bạn luôn ha. Gặp nhắn mã số nào liên hệ trực tiếp với Nút để chọn càng ý nha. Rồi tổng chào luôn.